Hi, xin chào các bạn nha. Đã đến kênh Đạt TV nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ đi tìm anh Triệu Quân Sự nha các bạn. Tối nay mình chốt ở đây. Tối nay mình chốt ở đây nha các bạn. Đường ở đây là hiểm trở. Cái đèo đây là hiểm trở lắm các bạn. Tối nay là mình chốt ở đây. Mình nên tìm Triệu Quân Sự các bạn. Tối nay mình chuẩn bị là có cái đèn pin đồ đủ lo hết các bạn. Tối nay có đèn pin nói rồi đó, pin cái rồi các bạn. Thưa anh có núp ở đây không? Tối nay mình chốt ở đây thì anh có trốn đi qua đây thì mình kiếm nha các bạn. Dầm đi dạo dạo mình kiếm anh thử có anh núp ở đây không nha các bạn. Chỗ đây chắc anh không có đâu. Đó mình đi lên khúc trên trên kia các bạn. Lên đó mình sẽ kiếm cho các bạn xem nha. Anh trốn ở trên đó. Wow. Đường tối rồi các bạn. Giờ bắt đầu chộp tối rồi. Giờ là 6 giờ mấy 7 giờ kiếm rồi các bạn. Mình sẽ đi tới đoạn này thì mình kiếm thì có anh Triệu Quân Sự anh núp ở đây không? Anh Triệu Quân Sự này là anh cũng là trong một người lính thành anh dưới người dân tộc các bạn. Thành anh chạy rất nhanh. Anh trốn cũng rất giỏi nữa. Wow, ghê quá. Đường này. Wow, đường các bạn ơi. Bây giờ kiếm sao ra. Lúc bây giờ đó chắc mình leo đó các bạn ơi. Tại anh là người dân tộc các bạn, anh leo núi giỏi hơn mình các bạn. Còn mình gặp trực tiếp với anh là đối chạm với mặt anh là mình cũng không sợ anh nha các bạn. Anh này là anh không như anh Tuấn Khỉ là có súng, và này là không có súng các bạn, thành mình không có sợ, thì mình đi tìm anh buổi tối các bạn ơi. Bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha, để mình ra những video tiếp theo cho các bạn xem các bạn. Đó, mình chạy lên một vòng đây để mình kiếm anh Triệu Quân Sự nha các bạn. Anh này là rất nguy hiểm. Mình bật đèn lên cho nó sáng các bạn ơi. Xe mình đèn tối quá. Đấy. Wow, ở đây cảnh tối quá các bạn ơi. Đi rất nguy hiểm các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Cảnh này. Wow. Mình chỗ nào khả nghi là mình vô mình kiếm nha các bạn. Khả nghi là mình vô mình tấp vào mình kiếm Triệu Quân Sự. Để mình tấp vào chỗ đây thôi các bạn ơi. Đây thấy anh vợ núp chỗ đây mà nó chạy ra lắm các bạn. Wow. Đấy, chỗ đây anh núp ở trong này. Trời tối luôn các bạn. Wow, cảnh đây rất tối các bạn ơi. Biết anh núp ở đây hay là núp chỗ khác. Dạng đây cũng như mò kim ở đây biển các bạn. Đây là mò kim đáy biển. Chào biết nào kiếm các bạn. Wow, không. Đây chỉ có chó nghiệp vụ đồ các bạn. Kiếm đồ mới giỏi, còn mình kiếm thì hơi bị ghê thôi. Mình cũng như mò kim đáy biển thôi. Mình đi quay cho vui thôi chứ kiếm hơi bị ghê nha các bạn. Đây các bạn, trời tấu quá rồi. Nên mình lấy cái đèn pin này mình rồi mình đi tìm ảnh nha các bạn. Mình kêu ảnh rồi lên tiếng không đó, cái đèn pin đó. Triệu Quân Sự, anh có núp ở đây không? Phải lên tiếng nhanh chứ không là mệt. Wow. Ô các bạn ơi. Đây là giữa đèo nha các bạn. Đây giữa đèo. Wow, tấu gơ quá. Cũng là cái cây thụ đầu nữa các bạn ơi. Đây là rừng keo các bạn. Nó phát ra dân ở đây, nó phát nó làm ở rừng keo các bạn ơi. Wow. Wow, chỉ có xe chạy các bạn. Xe chạy qua đều tấu chạy ít nữa. Wow, không nè. Wow, xe chạy qua đều. Biết anh có núp ở đây không các bạn ơi? Đi kiếm nó nguy hiểm á. Anh Triệu Quân Sự, anh có núp ở đây không? Đây giống mèo bẫy chuột quá các bạn ơi. Bây giờ công an mà kiếm ra lực lượng bộ đội kiếm ra mình thì kiếm cho vui thôi các bạn. Các bạn đừng coi chứ đừng phải trước nha các bạn. Thì mình chỉ đi kiếm cho vui không. Dạng như kênh giải trí mình làm cho vui thôi các bạn. Các bạn đừng có làm theo nha, rất nguy hiểm nha các bạn. Các bạn coi cho vui thôi chứ làm theo là không được đó. Rất nguy hiểm, mạo hiểm các bạn ơi. Mình đi tiếp nha các bạn. Mình sẽ đi tiếp. Đó, để tìm anh Triệu Quân Sự.
Bây giờ tối không ai đi các bạn ơi, còn xe lớn chạy không, xe máy là không có. Còn đi Ninh, còn đi Ninh. Đây rất tối các bạn ơi, đi rất nguy hiểm. Thành các bác đừng có nên mà mạo hiểm mà làm như mình nha các bạn. Anh Triệu quân sư, anh nấp ở đâu? Ra mau. Đó, anh làm cho anh em mình đi kiếm anh, bộ đội đi kiếm anh ngủ yên mà. Bây giờ anh này trốn rất hay các bạn, đi Tết cũng rất giỏi nữa. Anh này rất giỏi. Wow, lần này gió lạnh quá các bạn ơi. Wow, các bạn. Lần này gió lạnh quá các bạn ơi. Ghé lại vào đây thưa các bạn ơi, đây có gừa gừa quạt xe xuống các bạn ơi. Rất nguy hiểm nha các bạn. Anh Triệu quân sư, anh đang ở đâu? Ra đây gấp.